Greg Norman, tên đầy đủ là Gregory John Norman, sinh ngày 10 tháng 2 năm 1955 tại Mount Isa, Queensland, Úc, trong gia đình của Mervyn và Toni Norman. Toni, mẹ của Greg, là con gái của một thợ mộc người Phần Lan, trong khi bố anh là một kỹ sư điện. Khi còn trẻ, Greg tham gia bóng bầu dục và cricket, nhưng ước mơ của anh là trở thành một vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp. Mẹ của anh, Toni, là một gôn thủ xuất sắc với handicap dưới 10. Lúc 15 tuổi, Norman bắt đầu học chơi golf dưới sự hướng dẫn của mẹ và trở thành caddy cho bà tại câu lạc bộ golf Virginia ở Brisbane. Trong vòng chưa đầy 2 năm, anh đã cải thiện handicap từ 27 xuống dưới 10. Greg Norman học tại Tauville Central State High School và sau đó là Tauville Grammar School ở Queensland. Sau đó, anh chuyển đến Astley State High School ở phía bắc Brisbane. Vào tháng 6 năm 1974, khi 19 tuổi, Norman thu hút sự chú ý của truyền thông tại giải Queensland Open khi anh dẫn đầu với một gậy sau vòng đầu tiên. Tháng 3 năm 1975, anh chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp. Greg Norman từng là trợ lý chuyên nghiệp cho Billy McWilliam OAM tại câu lạc bộ golf Beverly Park ở Sydney, New South Wales. Ngay sau đó, anh làm thực tập sinh tại cửa hàng golf chuyên nghiệp của câu lạc bộ golf Hoàng gia Queensland, kiếm 38 đô la Úc một tuần. Biệt danh Cá Mập Trắng Vĩ Đại xuất phát từ những thành tích xuất sắc của ông sau khi giành giải Master vào năm 1981. Norman cũng được vinh danh là một biểu tượng của Q150 Queensland vào năm 2009 và được xem là huyền thoại thể thao thế giới. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Greg Norman đã dẫn đầu bảng xếp hạng Official World Golf Ranking trong tổng cộng 331 tuần. Greg Norman, với danh hiệu vĩ đại trong làng golf, đã kiếm được hơn 1 triệu đô la Mỹ tiền thưởng tại PGA Tour Hoa Kỳ trong 5 kỳ tham gia, bao gồm 3 lần giành giải Arnold Palmer với tư cách người giành nhiều tiền thưởng nhất của tour vào các năm 1986, 1990 và 1995. Anh là người đầu tiên trong lịch sử tour vượt qua ngưỡng 10 triệu đô la Mỹ về doanh thu từ nghề nghiệp và đạt được 30 lần vào top 10 trong các giải đấu. Norman có 20 chiến thắng PGA Tour trong thập kỷ 1980 và 1990, chỉ đứng sau Tom Watson, 21 chiến thắng trong khoảng thời gian đó. Anh cũng nắm giữ tổng số gậy thấp nhất trong lịch sử The Open Championship. Sự thống trị của Norman trong làng golf nổi bật trong bảng xếp hạng golf thế giới chính thức. Anh đã đứng đầu danh sách 7 lần vào các năm 1986, 1987, 1989, 1990, 1995, 1996 và 1997 và đứng thứ hai vào cuối các năm 1988, 1993 và 1994. Greg Norman đã lập kỷ lục với 6 lần giành huân chương công trạng từ PGA Tour of Australia vào các năm 1978, 1980, 1983, 1984, 1986 và 1988. Anh cũng được vinh danh bằng huân chương khen thưởng từ European Tour vào năm 1982, đồng thời dẫn đầu danh sách kiếm tiền của PGA Tour vào các năm 1986, 1990 và 1995. Greg Norman cũng có 3 lần giành Vardon Trophy cho điểm trung bình thấp nhất trong PGA Tour vào các năm 1989, 1990 và 1994, và anh đã được xếp hạng trong đại sảnh danh vọng golf thế giới vào năm 2001. Năm 1986, Greg Norman đã lần đầu nhận giải thưởng nhân vật thể thao nước ngoài của năm từ BBC, một thành tích anh đã lặp lại vào năm 1993. Ông trở thành một trong hai người nhiều lần đoạt giải cùng với Muhammad Ali. Năm 2007, ông được vinh danh với tư cách huyền thoại trong đại sảnh danh vọng thể thao Australia. Norman nhận giải thưởng Old Tom Morris năm 2008 từ Hiệp hội Giám đốc Sân Golf Hoa Kỳ là vinh dự cao nhất của GCSAA tại triển lãm công nghiệp golf 2008 ở Orlando. Ông cũng là thành viên ban quản trị của Viện Môi trường cho Golf và là chủ tịch hội đồng cố vấn của Viện. Năm 2008, ông nhận giải thưởng Charlie Bartlett từ Hiệp hội Nhà báo chuyên về golf Hoa Kỳ. Năm 2009, Greg Norman được giới thiệu vào đại sảnh danh vọng thể thao Queensland. Vào năm 2015, PGA của Úc thành lập huy chương Greg Norman, vinh danh nam hoặc nữ tay golf xuất sắc nhất người Úc trong một năm cụ thể. Ông cũng nhận giải thưởng biểu tượng toàn cầu của Úc và giải thưởng bằng khen của Hiệp hội chủ sở hữu sân golf quốc gia vào năm 2015. Greg Norman không chỉ nổi tiếng với lối chơi golf táo bạo và quyết liệt mà còn ghi dấu ấn trong các hoạt động từ thiện, nhân đạo và kinh doanh. Hiện tại, ông là chủ tịch và giám đốc điều hành của Greg Norman Company, một tập đoàn đa lĩnh vực toàn cầu, hoạt động trong may mặc, thiết kế nội thất, bất động sản, thiết kế sân golf và nhiều lĩnh vực khác. Ngoài thành tích xuất sắc trên sân golf, Greg Norman nổi tiếng với vai trò một trong những vận động viên thể thao chuyển hướng sang kinh doanh thành công nhất. Ông đã biến cái tên Great White Shark Enterprises, thành lập năm 1987, thành một tập đoàn kinh doanh đa quốc gia mạnh mẽ với nhiều công ty con hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
với khối tài sản lên đến hàng trăm triệu USD. Ông là một trong những vận động viên có nhiều thành công nhất trong lĩnh vực kinh doanh. Tổng cộng, ông đã sáng lập 16 công ty hoạt động tại 47 quốc gia khác nhau. Năm 2012, ông được xếp hạng trong danh sách 200 người giàu nhất Úc theo Business Review Weekly, với khối tài sản ước tính khoảng 271 triệu đô la Mỹ. Tại Việt Nam, Greg Norman được biết đến như một huyền thoại golf thế giới và là người thiết kế cho 5 sân golf tại đây. Sân golf nổi tiếng nhất do ông thiết kế là The Black Hole Championship tại Bà Rịa, Vũng Tàu, được vinh danh là sân golf hàng đầu Việt Nam và duy nhất lọt vào danh sách 100 sân golf hàng đầu thế giới vào năm 2016 và 2017. Greg Norman cũng được bổ nhiệm làm đại sứ du lịch của Việt Nam vào tháng 10 năm 2018. Ông là người đã đưa Việt Nam trở nên nổi tiếng hơn trên bản đồ golf thế giới. Norman nói, nhớ lại những năm 2000, lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, tôi đã nhận ra rằng golf sẽ đóng vai trò quan trọng và là động lực cho nền kinh tế. Với tư cách là một kiến trúc sư, tôi sẽ đem đến cho các bạn những sân golf đẹp nhất ở Việt Nam. Norman đã thực hiện lời cam kết này và tạo ra những sân golf xuất sắc cho làng golf Việt, bao gồm sân golf Black Hole Tràm, sân golf KN Cam Ranh, sân golf Đà Nẵng, và mới đây nhất là sân golf Văn Lang Empire.